Xin chào cả nhà, trở lại kênh của Tính Màu TV. Chúc cả nhà có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Đó thì đàn cún đang mừng rỡ, rất là mừng rỡ, đang quẩy đuôi lê lẹ. Còn hàng Ruby đang rất là mừng. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Đó thì hôm nay đàn cún có gạo do cô chú bác ở mọi miền giúp đỡ tặng, nói chung là giấu tên đi. Thì đàn cún có thêm gạo để ăn no bụng qua những ngày khó khăn. Nói chung là lúc nào đàn cún cũng rất cần ăn uống đầy đủ. Đó thì hôm nay tại vì hồi tối mình còn làm tới 8 giờ á, nên cắt cho lẹ mấy cái cây này, cắt từ lũi luôn cả nhà, cắt cắt giật từ 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 để cây nó mới đẹp được. Nếu thì ngày của mình là ngày làm kiểng, còn mấy cây này là cây lá cắt ở mọc ven, ven sông nè. Đó thì cây nhỏ 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 không à, cả cầm tay mà nhỏ nhỏ, mình bấn đi đi tới đâu mình bấn tới đó. Thì đàn cún của mình cảm ơn rất nhiều. Nói chung mình cũng thay mặt cả nhà chúc cả nhà luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, bình an. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cho đàn cún có gạo ăn no ấm. Trong đó là Mỹ Kim với mẹ mật đang nằm, còn mấy đứa này thì mồ côi nên nằm ngoài đường chờ cơ hội là tấn công mình luôn. Chờ cơ hội là tấn công mình à, tại vì không ai nuôi mình hết, chỉ có cha mập nuôi mình thôi. Đàn cún lớn, đàn cún nhỏ, đàn cún bé. Đó, nằm chờ tôi nè, nằm chờ tôi đó. Quen bà không, quen thằng đậu rồng không, đậu trống đậu trắng quen thôi, đậu rồng không có quen à. Ok rồi, bà đó làm gì gác cái mỏ lên cái thành này ngó ra ứ à. hai bà luôn, hai bà đó. Người ta biết thân phận, trời lạnh người ta ra ta nằm ta sưởi ấm cả đó. Bò sữa, thằng Vàng, Mỹ, Mai, Bến Tre, Đô La. Gì cơ? Gì đâu đồng béo ai? Cái gì?
Rồi tính ăn gạo sống hả? Đói quá hả con? Mừng quá hả? Lại đi ngay bao gạo đứng hoài luôn. À, anh em gấu với sói nè của anh Xuân Quỳnh gửi nè đó, cưng không? Hiền khô luôn đó. Đó còn thằng Thái Bình mắt liêm diêm, mắt liêm diêm kìa. Có gạo ăn rồi mừng đi. Đó, Mỹ Kim mừng đó. Mỹ Kim mừng quá đưa kịch 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 đó. Gấu nè. Chân hết đau rồi. Chân hết đau đứng vững rồi, thấy không? Mình ra tay chừng hai lần là khỏe liền. Đó, đứng hai chân xa luôn rồi. Các bạn thấy gấu tốc hành không? Nói chung là đi quào đất nè, đi quào đất rồi chắc nghi đụng ba cái miệng nè, bị trầy chứ không gì. Họ mới đổ thừa dằn kem là cắn thằng nhỏ. Ai ngờ không phải, cái bàn chân nó bị bàn chân. Đó, còn bé này được mình siêu nhân gửi cho hộp nét ga nè. Siêu nhân mới gửi cho hộp nét ga, mới uống xong rồi. Mới uống 2/3 viên. Thì hổm thằng hổm thì uống cái thằng ra bé tô mình cũng bẻ lên làm 3 lần, bây giờ nó mọc lại, giờ mình uống thêm cử nữa dám là sau này khỏe luôn á. Còn Hồng Ngọc bây giờ Ngọc trai không chăm sóc con mà chạy tung tăng à. Hồng Ngọc đã làm gì kìa? Đã làm gì Hồng Ngọc? Có gạo ăn rồi, bây giờ ngồi đây chờ gạo nấu chín ăn liền nè. Không gì đâu. Thôi cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Chúc mọi người có nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Xin chào. Giờ tôi có gạo rồi. Gạo rồi thì tôi nằm đây để chờ thì ba tôi nấu tôi ăn.